Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin thân ái kính chào toàn thể quý bà chị em ở trong tình yêu thương và trong sự nhân từ của Chúa Giêsu Christ. Hôm nay chúng ta có ngày lễ Mẫu Thân. Thưa quý bà chị em, lễ Mẫu Thân đó là một cái lễ rất là đặc biệt dành cho những người mẹ ở trong Chúa. Và chúng ta biết rằng là trong Kinh Thánh cũng có rất là nhiều người nữ, họ là những người mẹ đầy ơn của Chúa và cũng như có công đóng góp vào trong vương quốc của Chúa, những người con kính sợ Chúa và những người nam, những người nữ của Đức Chúa Trời. Và qua những người mẹ tinh kính và đầy ơn như vậy mà vương quốc của Đức Chúa Trời được phước và được phát triển, được mở rộng. Và ngày hôm nay chúng ta cũng noi theo những tấm gương tinh kính đó của những người mẹ ở trong Kinh Thánh, và chúng ta ước ao rằng trong Hội Thánh của chúng ta cũng sẽ có những người mẹ tinh kính Chúa và đầy ơn, để qua đó mà nhiều người con và cũng như thế hệ con cháu của chúng ta sau này cũng sẽ kính sợ Chúa và được phước. Xin kính mời quý vị Thánh cùng nhau mở ra với tôi ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu thứ 3. Xin quý vị chúng ta hãy cùng với tôi chúng ta đọc những câu Thánh này. Ê-phê-sô đoạn thứ 6 từ câu 1 cho đến câu thứ 3. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Amen. Xin cảm ơn quý ông bà chị em, xin mời chúng ta cùng nhau an toàn. Thưa quý bà chị em, lời của Chúa từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước dạy chúng ta một điều rất là quan trọng trong gia đình của chúng ta, đó là chúng ta là con cháu, chúng ta hãy vâng phục và hiếu kính cha mẹ mình ở trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng là 10 điều răn chia làm đôi. Cái phần đầu tiên đó là cái nghĩa vụ và bổn phận của chúng ta với Đức Chúa Trời, và phần thứ hai đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta đối với lại con người xung quanh. Chúng ta biết rằng là cái phần đầu tiên á, cái nghĩa vụ và trách nhiệm của người chúng ta với Đức Chúa Trời đó thì chỉ có 4 điều răn, đúng không ạ? Nhưng mà về cái trách nhiệm và nghĩa vụ của con người với nhau thì có đến 6 điều răn. Và cái điều răn đầu tiên ở trong cái trách nhiệm giữa con người với nhau đó, đó là điều răn thứ 5: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Từ chép ở trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn thứ 20 câu thứ 12. Thưa quý mài chị em, đối với Đức Chúa Trời thì cái sự tôn kính hay cái sự hiếu kính cha mẹ ở trong gia đình đó là một cái sự ưu tiên đầu tiên ở trong mối hệ giữa con người với nhau. Và điều này không phải chỉ được chép ở trong Cựu Ước mà thôi, không chỉ được gói gọn ở trong 10 điều răn của Cựu Ước mà thôi, nhưng mà điều này cũng được sứ đồ Phao-lô nhắc lại ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 của ông. Và ông nói rằng là hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình ở trong Chúa. Rồi ông nói rằng là hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo. Trong 10 điều răn thì không có một cái điều nào giống như là điều răn thứ 5 này nói về phước hạnh. Nhưng mà trong điều răn thứ 5 này Chúa nói rằng là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất và được phước. Quý mà chị em ơi, đây là điều răn rất là đặc biệt. Bởi vì khi chúng ta làm theo điều răn này thì chúng ta sẽ được phước và sống lâu trên đất. Đôi khi chúng ta tin Chúa, chúng ta nghĩ rằng mình đã được Chúa tha thứ tội lỗi, chúng ta trở thành người xưng công chính, chúng ta đã được trọn vẹn bởi dòng huyết của Chúa Jesus Christ, chúng ta mặc định mình là người được phước. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong luật pháp của Chúa có thêm một cái lời hứa dành cho những người tin nơi Chúa, rằng nếu làm theo người đó sẽ được phước càng hơn nữa, đó là hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, hay là nó khác hơn, đó là chúng ta hãy hiếu kính cha mẹ của mình trong Chúa. Những ngày lễ Mẫu Thân này thì tôi cũng mong muốn rằng chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta còn cha còn mẹ thì chúng ta hãy cậy ơn Chúa, chúng ta quan tâm, chúng ta hỏi thăm, chúng ta hãy tặng quà cho cha mẹ của chúng ta, nhất là những người mẹ. Họ là những người rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta, mà nếu không có người mẹ thì cuộc đời của chúng ta có lẽ bây giờ không được như thế này. Đối với là những đứa con mà chúng ta còn cha còn mẹ, tôi khích lệ các anh chị em chúng ta hãy nhớ đến cha mẹ của chúng ta, hãy bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của chúng ta đến với cha mẹ của mình. Nhưng mà đối với là những người mà chúng ta không còn cha mẹ nữa thì chúng ta có thể dạy dỗ cho con cháu của mình về cái tấm lòng hiếu kính, để cho chúng nó sẽ được phước qua cái việc mà chúng ta dạy dỗ đó. Ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhất là thứ 5 câu 4,
Sứ đồ Phaolô đã chép thế này: nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta có thể dạy cho con cháu của chúng ta và bắt chúng nó phải làm theo cái điều mà Chúa Ngài dạy biểu, đó là phải làm điều thảo, hay là nói cách hơn đó là phải hiếu thảo đối với cha mẹ, báo đáp công ơn của đấng sinh thành trong mình, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người tin lành của chúng ta thường hay bị một cái tiếng oan, đó là chúng ta là cái đạo bỏ ông bỏ bà, chúng ta không có hiếu kính cha mẹ của mình khi mà mình không thắp nhang thắp hương cho cha mẹ, cho ông bà đã quá cố. Nhưng xin thưa quý ông bà chị em rằng đạo tin lành của chúng ta không phải là không hiếu kính với cha mẹ của mình, nhưng mà chúng ta hiếu kính với cha mẹ của mình đang khi cha mẹ của chúng ta còn đang sống ở trên đất này. Còn đối với là cha mẹ hoặc là người thân đã qua đời rồi thì Kinh Thánh nói rằng là linh hồn họ không còn ở trên dương gian này nữa. Và những gì chúng ta làm được cho họ đó chính là chúng ta chỉ có thể ghi nhớ công ơn của những người đã khuất, như vậy thôi. Chúng ta không thể nào thờ phượng hoặc là chúng ta thắp nhang đốt hương cho những người đã quá cố được, bởi vì biết rằng linh hồn họ không còn ở đây cùng với chúng ta. Bởi vì là người tin lành, chúng ta cần phải xem trọng cái việc hiếu kính cha mẹ, bởi vì đây là điều răn đầu tiên trong những điều răn mà Chúa Ngài dặn biểu chúng ta hãy đối xử với mọi người xung quanh của chúng ta. Tôi thấy cái lời hứa mà Chúa dành cho chúng ta trong điều răn thứ 5 này rất là tuyệt vời, đó là được phước và sống lâu trên đất này. Nếu chúng ta đảo ngược lại cái điều răn này, tức là con cái mà không hiếu thảo với cha mẹ của mình thì sao ạ? Thì sẽ không được phước và không được sống lâu trên đất này, đúng không ạ? Đây không phải chỉ là cái quan điểm của tôi, nhưng mà chúng ta xem ở trong luật pháp của Môi-se như thế nào khi mà một đứa con không hiếu thảo với cha mẹ của mình. Ở trong Lê-vi ký đoạn thứ 20 câu 9: khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình thì phải bị xử tử, nó đã chửi rủa cha mẹ, huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Kinh Thánh nói rằng là cái kẻ nào mà chửi cha mắng mẹ của mình thì phải ném đá, phải xử tử nó. Chúng ta thấy rằng luật pháp của Môi-se rất là nghiêm, đúng không ạ? Rồi ở trong Mác đoạn thứ 7 câu thứ 10, đây là lời Chúa Giêsu Ngài chứng dẫn về những điều Môi-se đã nói. Vì Môi-se có nói hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Phục truyền luật lệ ký đoạn thứ 27 câu 16: đáng rủa xả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình, cả dân sự phải đáp amen. Và Xuất Ê-díp Ký đoạn thứ 21 câu 15 nói rằng là kẻ nào đánh cha hay mẹ mình thì sẽ bị xử tử. Vậy thì theo luật pháp của Môi-se, một đứa con bất hiếu chửi cha mắng mẹ, đánh cha mẹ, rồi bạc đãi cha mẹ của mình thì đứa con đó sẽ phải bị xử tử theo luật pháp. Nếu mà áp dụng luật pháp Môi-se vào trong thời nay thì tôi tin rằng là cái số lượng bị xử tử rất là nhiều, đúng không ạ? Bằng chứng đó là chúng ta thấy ở trên báo đài đôi khi cũng có những cái thông tin đó là con giết cha rồi con giết mẹ, thậm chí là vì một cái số tiền rất là nhỏ để chơi game thôi mà đứa cháu nó sẵn sàng nó giết bà của nó. Thưa quý bà chị em, chúng ta thấy rằng là cái thực trạng này rất là đau lòng, cho nên nhờ có lời Kinh Thánh mà chúng ta có thể giữ được cái luân thường đạo lý ở trong thế gian tối tăm này. Chúng ta cần phải bày tỏ ra sự sáng của Chúa, nhất là lời của Chúa, để cho cộng đồng xung quanh của chúng ta biết rằng trong đạo tin lành của chúng ta có những mảnh chữ hiếu. Trong đạo tin lành của chúng ta, cái điều cốt lõi nhất ở trong mối quan hệ giữa người với người đó là phải hiếu kính cha mẹ của mình. Bởi vì nếu một người không hiếu kính cha mẹ của mình thì người đó sẽ không thể hiểu được và không thể áp dụng được những cái luân thường đạo lý bình thường đối với là những người khác xung quanh mình. Bởi vì cha mẹ chính là đấng sinh thành ra mình, và đó là cái cốt lõi của nhân cách chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng là những cái người mà coi thường cha mẹ, chửi cha mắng mẹ rồi đánh cha mẹ của mình thì những cái đứa con đó đang chết. Tại vì đối với Chúa thì khi mà một đứa con nó bội nghịch và nổi loạn như vậy thì nó đang mở cửa cho tà linh của sự nổi loạn đi vào trong nó. Và trong thời của luật pháp Môi-se thì chưa có cái sự cứu chuộc ở trong danh của Chúa Jesus, chưa có sự giải cứu trọn vẹn trong Chúa Giê-xu. Cho nên là khi mà ma quỷ và linh nổi loạn đi vào trong đứa con đó thì chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt cái tình trạng đó, đó là giết đứa con đó mà thôi. Nhưng mà trong thời tương ước này thì chúng ta thấy ân điển của Chúa rất là bao la. Ngài vẫn dành thời gian để cho
cái đứa con bội nghịch đó có thời gian để ăn năn quay trở lại với Chúa và được Chúa Ngài tha thứ tội lỗi và được Chúa Ngài giải cứu ra khỏi những sự nổi loạn đó. Ở tại Việt Nam của chúng ta có mỗi câu chuyện có thật đã xảy ra trong lịch sử. Đó là một đêm nọ, có một người cha đã lẻn qua nhà con ruột của mình để mà ăn trộm gạo. Và khi mà đứa con đang ngủ như vậy, nó nghe cái tiếng lục bục ở dưới nhà bếp và nó lấy cây, nó đi xuống đó và nó đánh chết cái người ăn trộm đó. Bởi vì trời tối quá không biết rằng đó là cha của mình, và thế là đứa con đó đánh chết cha của mình. Khi mà đánh xong thì thấy đó là cha của mình chứ không phải là cái kẻ trộm nào hết. Thế là đến tay quan và quan xử rằng là cái đứa con này phải chết, phải bị xử tử tại vì nó đã giết cha của mình. Nhưng mà cái đứa con này và những người xung quanh nói rằng là nó không phải cố ý giết, nó không phải là cố tình giết cha của mình, nhưng mà vì đêm tối tối quá cho nên là nó mới đánh cha của nó, chứ nếu mà nó biết cha của nó như vậy đó thì nó sẽ không đánh. Và thế là cái vụ kiện này được giải trình lên cho vua. Ông vua ông cầm hồ sơ vụ án này và ông suy gẫm nhiều đêm liền, không biết là cái tội này nên xử là tử hình hay là cho đi tù vài năm thôi, tại vì gọi là ngộ sát. Nhưng mà khi ông vua ông suy gẫm, ông suy gẫm ra một điều, đó là đứa con này đang chết bởi vì nó đã để cho cha của nó đói đến nỗi mà phải đi ăn trộm thóc, ăn trộm gạo của chính con ruột của mình. Đứa con này làm sao mà để cho cha của mình phải đói đến nỗi mà phải đi ăn trộm gạo của chính mình. Và thế là ông vua này ông quyết định rằng là xử tử cái đứa con này. Và đây là một câu chuyện có thật ở trong lịch sử Việt Nam, thưa quý mài cho em. Do đó tôi muốn nhân ngày lễ này để lan tỏa tinh thần hiếu thảo ở trong Chúa đến cho những anh chị em, đặc biệt là những thanh niên chúng ta, là những người còn cha còn mẹ. Nếu chúng ta được gọi bằng danh của Chúa trên đời sống của mình thì chúng ta hãy sống theo đúng lời của Chúa. Lời của Chúa nói rằng là chúng ta hãy hiếu thảo với cha mẹ của mình. Con cái Chúa thật, người đó sẽ bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với cha mẹ của mình. Amen không ạ? Yeah, là người tin Chúa thật, chúng ta cần phải làm sáng danh Chúa. Trước nhất đó là trong gia đình của chúng ta. Chúng ta hãy là những đứa con hiếu thảo, những đứa con của sự vâng lời, những đứa con của sự yêu mến Chúa. Và khi chúng ta yêu mến Chúa đủ rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là tình yêu của Chúa sẽ dần dần lan tỏa ra các mối quan hệ khác, cho ông bà, cha mẹ, cho người thân ruột thịt của chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 11, lời của Chúa nói rằng là có một dòng dõi rủa xả cha mình cũng không chúc phước cho mẹ mình. Đây thật sự là một cái điều đáng buồn đúng không ạ? Kinh Thánh nói rằng là có một dòng dõi như vậy đó, không chúc phước cho mẹ cũng như là luôn rủa xả cha của mình. Và tôi trước đây cũng đã từng ở trong dòng dõi này, tức là không vâng lời cha mẹ của mình. Nhiều khi mình dạ vân vân đó, nhưng mà đằng sau lưng thì mình tỏ ra thái độ không có muốn không muốn hiệp tác, không muốn thật sự là yêu thương quan tâm gì hết. Tôi nói thật bởi vì tôi đã từng ở trong đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã biến đổi, Chúa thay đổi tôi từ một đứa con hư hỏng, từ một đứa con chống nghịch lại với Chúa và chống nghịch lại với cha mẹ của mình. Tôi được Chúa Ngài tha thứ và được Chúa đem trở lại. Trong đời sống của tôi thì có hai người phụ nữ có một cái tầm ảnh hưởng cho đời sống của tôi. Thứ nhất đó là mẹ của tôi và thứ hai đó là vợ của tôi. Tôi nói mẹ của tôi là bởi vì bà chính là người đã cầu nguyện cho tôi trong nước mắt để tôi được trở lại với Chúa. Một buổi sáng nọ khi mà tôi tỉnh dậy ở trong cái tâm thức của tôi đó, tôi chưa có mở mắt ra thì tôi cảm nhận được có một cái bàn tay của một người đặt tay ở trên đầu của tôi và cầu nguyện cho tôi. Và tôi biết rằng đó là mẹ của tôi. Rồi trong những ngày sau tôi lại cảm nhận một bàn tay khác, và tôi hé mắt ra thì tôi thấy đó là ba của tôi. Ba mẹ của tôi đã âm thầm cầu nguyện cho tôi nhiều năm để cho tôi được có sự trở lại với Chúa. Và ngày hôm nay tôi có được cái điều này, đó chính là bởi vì cớ có sự cầu nguyện cầu thay của ba mẹ tôi. Cho nên tôi muốn gửi lời khích lệ này đến cho hết thảy quý chị em phụ nữ chúng ta là những người mẹ. Nếu mà con cái của chúng ta nó vẫn còn đang xa cách Chúa, hoặc yếu đuối, hoặc là nguội lạnh lui đi, chúng ta đừng vội nản lòng. Thưa quý chị em, chúng ta hãy nhân danh Chúa Jesus Christ, lấy quý quyền mà Chúa ban chúng ta để chúng ta cầu nguyện quỷ phá những công việc của ma quỷ ở trong đời sống của con cái của chúng ta. Và chúng ta hãy
chúc phước cho con của chúng ta trong danh Chúa Jesus. Con của tôi nó sẽ trở thành một nguồn phước của Chúa, nó sẽ là người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và phục vụ Chúa sau này. Con cái của tôi nó sẽ là dòng dõi được phước của Chúa, và nó sẽ là một người hiếu thảo, yêu mến Chúa và cũng như là yêu mến những người xung quanh mình nữa. Chúng ta hãy chúc phước cho nó như vậy. Và đến thời điểm Chúa Ngài sẽ thăm viếng, Chúa sẽ biến đổi và Chúa Ngài sẽ đem nó trở lại với chúng ta. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu Ngài có kể về một câu chuyện của một đứa con trai hoang đàn. Bởi kia khi mà cha còn sống, như vậy thì nó đã xin cha nó chia gia tài. Và khi mà cha chia gia tài cho thì nó đã ôm gia tài và đi ăn chơi phương xa, tiêu tán hết tài sản như vậy. Trong lúc mà đứa con nó hoang đàn, nó ăn chơi lêu lỏng phương xa như vậy, thì người cha không hề đi kiếm đứa con đó. Người cha cứ để cho con của mình ở trong cái tội lỗi như vậy. Bởi vì ông biết rằng là nếu mà mình có đi mà van xin nó trở về nhà thì cũng vô ích. Nhưng mà cho đến một thời điểm khi mà đứa con đó nó ngồi bên cạnh những con heo và nó mong muốn được ăn cái thức ăn của heo mà không ai cho, lúc đó nó bắt đầu nhớ về cha của nó. Ngày xưa nhà cha của mình đầy tớ trai đầy tớ gái, ăn ê hề no nê, mà bây giờ mình đây phải chết đói thôi, bây giờ mình về mình làm nô lệ, mình làm tôi mọi cho cha của mình cũng được, miễn là được ăn là được rồi. Và thế là khi mà nó chạy về nhà của nó thì cha từ xa nhìn thấy và chạy đến, động lòng thương xót và ôm lấy con của mình. Thưa quý mài, cho em đây hình ảnh để cho chúng ta thấy được tấm lòng của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và đó cũng là một bài học cho chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ. Nếu chúng ta có con cái của chúng ta mà chúng nó đang ngỗ nghịch, chúng nó đang ương bướng không chịu đi nhóm thờ phượng Chúa, chúng nó đang yếu đuối và sống ở trong tội lỗi, quý vị ơi, đừng có vội gọi điện thoại, đừng có vội năn nỉ nó. Thôi con ơi, con về với cha mẹ đi. Giờ con thích có xe thì ba cho con xe, rồi con thích có nhà thì ba cho con nhà. Con muốn cái gì ba mẹ cũng chịu hết. Quý vị ơi, làm như vậy thì con của chúng ta sẽ càng hư hơn. Cứ kiên nhẫn và cầu nguyện cho con của mình từ xa, giống như người cha ở trong cái câu chuyện này. Tức là ông mỗi ngày đều cầu nguyện và trông ngóng rằng con của mình nó sẽ được Chúa đụng chạm và đem nó trở về với mình. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài dùng quý vị là những người cha, người mẹ trong Chúa. Chúng ta có uy quyền trong danh Chúa Christ. Hãy cầu nguyện chúc phước cho con của chúng ta. Đừng cầu nguyện cột trói con của chúng ta. Cột trói như thế nào ạ? Đôi khi chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, con của con nó là cái đứa ngang tàn, ngỗ nghịch, nó cứng đầu lắm Chúa ơi, xin Chúa thay đổi nó. Quý vị ơi, đừng có trình bày với Chúa về cái hình ảnh của đứa con như vậy, nhưng hãy nói rằng là trong danh Chúa Christ, con tin rằng con của con nó là một đứa mềm mại, có một tấm lòng được đổi mới, có một tấm lòng được tái sanh, và nó sẽ nhận biết Chúa, ăn năn và kêu khóc trở lại với Chúa. Hãy nói như vậy đó quý mài chị em, hãy nói trong đức tin giống như mẹ và ba của tôi đã từng nói điều đó trước mặt Chúa về tôi. Xin Chúa Ngài dấy lên có những chị em phụ nữ là những người mẹ đầy ơn Chúa, đầy quyền năng ở trong Chúa, để chúng ta trước hết chúng ta cầu nguyện cho con cái của chúng ta, để chúng nó sẽ được trở lại với Chúa và phục vụ Chúa sau này. Cảm ơn Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn 23 câu thứ 22, lời của Chúa nói rằng là: hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Lời của Chúa cũng nói rằng là hãy lắng nghe lời cha đã sanh ra con và đừng có khinh bỉ mẹ khi mà người trở nên già yếu. Các bạn trẻ, chúng ta hãy ghi nhớ câu thánh này. Hãy luôn tôn kính cha mẹ của mình, bởi vì họ là đấng sinh thành ra chúng ta. Đừng bao giờ lườm nguyết, đừng bao giờ liếc ngang liếc dọc đối với cha mẹ của mình. Đừng bao giờ nói một cái lời gì đó xấu xa về cha mẹ của mình. Và nếu mà chúng ta đã lỡ có như vậy thì chúng ta hãy ăn năn xin Chúa tha thứ cho mình, bởi vì chúng ta đang vi phạm luật pháp của Chúa mà chúng ta không biết. Nếu quý vị muốn được phước, hãy thiêu kính cha mẹ của mình. Amen. Yeah. Ở đây Kinh Thánh nói rằng là chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Hình ảnh của người cha nói về người mục sư quản nhiệm tại địa phương, và hình ảnh của người mẹ cũng tượng trưng cho hội thánh địa phương là nơi mà chúng ta đã tin Chúa. Quý mài cha em ơi, đừng bao giờ khinh bỉ hội thánh, cái nơi mà chúng ta đã được tin Chúa, cái nơi mà chúng ta được Chúa sinh ra. Cho dù cái hội thánh đó có thể bây giờ nhóm không còn bao nhiêu, nhưng mà dù sao đó cũng là người mẹ thuộc linh, là cái nơi mà chúng ta đã nhận lãnh cái sự dạy dỗ và cái sự chăm sóc từ lúc ban đầu. Đừng bao giờ coi thường, nhưng mà hãy cầu nguyện chúc phước, hãy nhớ đến và chúng ta có thể bày tỏ sự biết ơn của chúng ta đối với hội thánh đó. Chúng ta sẽ được phước theo lời của Chúa. Ở trong Kinh Thánh cũng có những tấm gương của những người mẹ tin kính. Người đầu tiên ở trong Kinh Thánh được Tân Ước nhắc đến
như là một tổ mẫu của đức tin, đó là Sarah. Sarah vốn là một người mẹ rất là khiêm nhường và vâng phục chồng, yêu thương con cái. Sarah đã sẵn sàng để đi theo Abraham theo sự kêu gọi của Chúa, mà bà không có bất cứ một cái sự thắc mắc, không có bất cứ một cái câu hỏi nào đặt với Abraham. Đi đâu? Rồi tiền đâu mà sống? Rồi con cái đi học sau này như thế nào? Rồi không có hộ khẩu. Có nhiều cái thắc mắc lắm. Nếu mà chúng ta đi mà không biết mình đi đâu như vậy thì đó là một cái sự hy sinh trả giá rất lớn. Nhưng mà Sarah đã có một sự vâng phục chồng và vâng phục Chúa. Và sau đó thì Chúa ngài sử dụng Sarah để trở thành tổ mẫu. Và qua bà mà Isaac được ra đời, và dân Israel sau này cũng được phước qua cái tấm gương chịu thương chịu khó của Sarah. Người thứ hai đó là Jochebed. Jochebed đó là mẹ của Moses, và bà là người phụ nữ có một cái công rất lớn ở trong việc khai sinh ra nhà nước Israel. Jochebed đã sinh ra Miriam. Miriam là nữ tiên tri đầu tiên ở trong dân Israel. Và Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của dân Israel. Và kế đến đó là Moses, là người đã được Chúa ngài sử dụng như là một tiên tri để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Và Jochebed là một người phụ nữ tuyệt vời, bởi vì bà có đức tin và bà can đảm để bảo vệ mạng sống cho Moses con ruột của mình. Và bà đã dám trái mạng vua và bà không sợ cái sự chết đó. Cảm ơn Chúa, qua đời sống của bà mà có đến ba đứa con phục vụ Chúa như vậy. Quý mài cho em có mong muốn rằng con của mình sau này cũng sẽ trở thành một người mục sư hoặc là một người tôi tớ Chúa, phục vụ Chúa không? Tôi có thể nói với quý vị rằng là không có một cái phước nào dành cho cha mẹ hơn là cái phước đó là khi chúng ta nhìn thấy con cái của chúng ta nó yêu mến Chúa và phục vụ Chúa. Đôi khi mình mong muốn là con của mình trở thành một cái người đại gia có nhiều tiền, rồi trở thành một cái người thương nhân hoặc là một cái công việc nào đó, mà chúng ta nghĩ rằng là cái công việc mục sư hoặc là phục vụ Chúa đó là một cái việc kém quan trọng. Nhưng xin thưa với quý bà chị em rằng phục vụ Chúa đó là một đặc ân, phục vụ Chúa đó là một cái sự kêu gọi thánh. Và ai phục vụ Chúa, người đó sẽ là nguồn phước của Chúa ở trên đất này. Họ sẽ là những người đại diện của Chúa. Cho nên để chúng ta thấy được con cháu của chúng ta yêu mến Chúa và phục vụ Chúa thì chúng ta cần phải có một cái sự định hướng từ trong tư duy của chúng ta rằng phục vụ Chúa đó là một cái phước hạnh. Và để cho con cái của chúng ta trở thành những người phục vụ Chúa thì chúng ta trước hết cần phải có đức tin và có một tấm lòng chúng ta kính sợ Chúa. Như Jochebed ở đây thì bà đã có đức tin và bà đã dám để gìn giữ mạng sống của Moses là con của mình. Rồi kế đến đó là bà Anne, là mẹ của tiên tri Samuel. Anne đã cầu nguyện thống thiết với Chúa. Và bà đã nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ con sẽ dâng đứa con trai này cho Chúa, và con sẽ cho Chúa mượn nó trong cuộc đời của nó. Khi mà bà mong muốn rằng bà có một đứa con thì bà phát hiện rằng là Chúa ngài còn cần có một người ở trên đất này hơn cả bà đang cần con trai. Và thế là bà đã được đụng chạm và bà đã quyết định dâng đứa con đó cho Đức Chúa Trời sử dụng. Và sau đó Chúa ban phước cho bà có thêm những người con trai con gái khác nữa. Rồi cảm ơn Chúa. Chúng ta qua tiếp theo, cái người phụ nữ tiếp theo ở đây đó là Ruth. Đây lại là một cái người mẹ rất là đặc biệt. Ruth vốn gốc là người Moab, một người nữ Moab. Nhưng mà tên Ruth lại được chép và được nhắc đến ở trong gia phả của Chúa Giêsu. Và bà được gọi là một trong những tổ mẫu của Chúa Giêsu. Nhưng mà trước khi mà bà trở thành một người được phước như vậy đó quý vị, thì bà đã có một cái sự hy sinh và dám dấn thân để đi theo Naomi là mẹ chồng của mình thế này. Chúng ta xem ở trong sách Ruth đoạn thứ 1 câu thứ 15. Naomi nói cùng Ruth rằng: Này chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Ruth thưa rằng: Xin chớ, này tôi phân rể mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói nữa. Thưa quý mài cho em, nếu cái câu nói này mà xuất phát từ miệng của đứa con ruột của mình đó quý vị, thì có lẽ cái đó là chuyện rất là dễ hiểu. Nhưng mà ở đây Ruth là con dâu,
phận làm dâu thôi quý vị, mà chồng của mình đã chết rồi. Và mẹ chồng nói rằng là bây giờ thôi mẹ không còn đứa con trai nào hết, bây giờ con cứ về xứ sở quê của con đó, rồi con trở lại với cuộc sống như trước đây đi. Bây giờ chứ mẹ đã già rồi, mẹ không còn sinh ra được đứa nào hết cho con. Nhưng mà Ruth đã quyết định rằng là con sẽ đi theo mẹ, đừng có phân rẽ với con với mẹ làm chi. Bởi vì dân sự của mẹ tức là dân sự của con, đứa của trời của mẹ tức là đứa của trời của con. Khi bà nói câu này có nghĩa rằng là bà đã quyết định từ bỏ quê hương, từ bỏ gia tộc của mình để mà đi theo và phục vụ mẹ của mình, mẹ chồng của mình. Và bà đã chọn thờ phượng đứa của trời mà không chọn trở lại với lối sống thờ của mình tượng như trước đây. Thưa quý bà chị em, Chúa ban phước cho Ruth trở thành một trong những người sinh ra Chúa Giêsu sau này, là bởi vì cớ bà chỉ là phần làm dâu thôi, không phải là con ruột, nhưng mà bà đã hiếu thảo với mẹ chồng của mình như vậy, hiếu thảo với mẹ chồng còn hơn cả mẹ ruột của mình như vậy. Và Chúa ngài nhìn thấy cái sự hiếu thảo đó và Chúa ngài ban phước cho Ruth: hãy kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và được sống lâu trên đất này. Đây là cái phước của Ruth đó quý bà chị em. Cho nên Chúa ngài luôn luôn thành tín trong lời của Chúa, ai giữ theo lời của Chúa người ấy sẽ được phước. Amen. Nếu mà dâu rể mà hiếu thảo với cha mẹ và được phước như vậy thì huống chi chúng ta là những đứa con ruột, chúng ta càng phải hiếu thảo với cha mẹ của chúng ta nhiều hơn thế nữa. Thứ năm đó là bà Marie. Marie đó là mẹ phần xác của Chúa Jesus Christ. Marie vốn là một người nữ khiêm nhường và đầy ơn Chúa, bà luôn thuận phục ý chỉ của Chúa. Và khi mà thiên sứ truyền rằng là ngươi sẽ được thọ thai và sanh một đứa con trai và đặt tên là Jesus, và bà biết rằng là qua đời sống của bà thì con thánh sẽ được ra đời, và bà nói rằng là nguyện mọi lời của người nói được xảy ra y như vậy. Chúng ta thấy rằng là Marie là một người có sự khiêm nhường và thuần phục lời của Chúa, và qua đời sống của Marie mà Chúa Cứu Thế Giêsu được ra đời và chúng ta được cứu rỗi ngày hôm nay, là bởi vì cớ có tấm lòng vâng lời và khiêm nhường thuần phục của Marie. Và người nữ cuối cùng, người mẹ cuối cùng ở trong Kinh Thánh đó là Eunice. Eunice đó là mẹ của Timôthê. Chúng ta xem ở trong sách Timôthê thứ 2 đoạn thứ 1 câu 5: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, tức là đức tin trước đã ở trong Louis bà ngoại con và trong Eunice mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Đấy là lời của sứ đồ Phaolô dành cho Timôthê là con đức tin của mình. Ông nói rằng là ta nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Louis bà ngoại con và trong Eunice mẹ con, và đức tin đó bây giờ cũng đang ở trong con nữa. Như vậy thì đức tin hoặc là cái niềm tin mạnh mẽ của chúng ta nó có thể ảnh hưởng và di truyền cho con cháu và những thế hệ tiếp theo của chúng ta, qua đời sống tin kính và làm gương của chúng ta, mà con cháu của chúng ta nó sẽ noi theo và nó sẽ được ảnh hưởng bởi cái đức tin đó. Và ở đây Phaolô dùng cái cụm từ đó là đức tin thành thật, quý mài cha em ơi. Nó không phải là đức tin giả dối, không phải là đức tin của đầu ngô chót lưỡi, nhưng mà là đức tin của sự làm gương, tức là giảng như thế nào thì sống như thế, chúng ta nói như thế nào thì chúng ta sẽ làm gương như thế, con của chúng ta nó sẽ noi theo và bắt chước chúng ta. Đôi khi có một số phụ huynh cũng nhờ tôi cầu nguyện cho con của mình nó đọc Kinh Thánh, yêu mến Chúa, nó đi nhóm trung tín trở lại. Một số cầu nguyện cho con của tôi trở lại với Chúa. Tôi hỏi rằng là thế anh chị có đi nhóm trung tín thờ phượng Chúa không? Ở tại nhà riêng anh chị có đọc Kinh Thánh để làm gương cho con của mình không? Nếu không thì hãy bắt đầu từ hôm nay, hãy làm gương đi. Tôi sẽ cầu nguyện và Chúa ngài sẽ thăm viếng đến con cái của quý vị. Bởi vì chúng nó nhìn thấy được rằng là thật sự cha mẹ chúng đang sống đúng với những gì mà cha mẹ chúng dạy chúng nó. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta là những người cha người mẹ, trong ngày lễ mẫu thân này chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta trỗi dậy và chúng ta làm gương sáng cho con của chúng ta. Và hỡi những người làm con, chúng ta hãy nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ mình. Bởi vì nếu không có cha mẹ thì sẽ không có chúng ta ngày hôm nay. Và sự biết ơn đó là một trong những cái phẩm hạnh rất là quý giá mà Chúa ngài mong muốn cho mỗi con cái Chúa chúng ta có được trong đời sống của mình. Nếu chúng ta không biết ơn cha mẹ của chúng ta, có lẽ chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết ơn bất cứ một ai trên đời này cả. Bởi vì cha mẹ chính là những người đầu tiên trong đời của chúng ta, họ đã lập nền, họ đã ghi dấu những cái bài học đầu tiên cho chính chúng ta. Xin Chúa ban phước cho quý vị, chúc cho những người con trong thánh của Chúa sẽ có một ngày lễ mẫu thân thật tuyệt vời. Amen.
hãy dành thời gian để chúng ta thăm viếng, thăm hỏi cũng như là chúng ta mua quà gì đó để tặng cha mẹ của chúng ta trong ngày đặc biệt này. Bởi vì khi chúng ta làm theo lời của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được phước và qua đời sống của chúng ta mà nhiều người khác cũng sẽ được biết đến Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.